Nhãn lồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường, nhiều loại nhãn kém chất lượng đang được gắn mác nhãn lồng Hưng Yên để tiêu thụ. Trước thực trạng này, mới đây tại Hà Nội, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và hệ thống siêu thị Bixi đã tổ chức tuần lễ nhãn lồng để giới thiệu và quảng bá sản phẩm nhãn sạch Việt Gáp tới người dân thủ đô. Tuần lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8. Dự kiến 32 tấn nhãn sạch sẽ được tiêu thụ trong tuần lễ này. Như bạn thấy rằng với quốc gia chúng ta thì những người nông dân, những người làm vườn thì có hai nỗi lo canh cánh về thời tiết. Nỗi lo thứ hai là nỗi lo được mùa thì rớt giá. Nhưng với nghiên chúng tôi thì năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức cái sự kiện. Như vừa rồi các bạn thấy là ngày 8, ngày 7 tháng 8 vừa rồi thì chúng tôi tổ chức cái sự kiện là tôn vinh nhãn lồng tại quảng trường thành phố Nghiên. Và hôm nay đây 25 tháng 8 thì chúng tôi tổ chức sự kiện tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 2017 nhằm quảng bá và giới thiệu hương vị đặc trưng, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên Tiến Vua từ ngàn đời nay. Đây cũng là cơ hội để cho quả nhãn của Hưng Yên đến với người tiêu dùng của thủ đô nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung. Như các bạn đã thấy, trong tháng 8 vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chuyển một số hàng nhãn của Hưng Yên vào chiếu xạ trong thành phố Hồ Chí Minh để xuất sang thị trường Hoa Kỳ và thị trường Singapore. Để chúng tôi tổ chức cái sự kiện này thì ngoài chuyện là muốn vươn tới người tiêu dùng toàn quốc mà còn muốn mang đặc sản đặc trưng của Việt Nam đến với các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt như các bạn vừa thấy là ngày thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã sang thăm và làm việc với Thủ tướng và Vương quốc Thái Lan. Thì như vậy đây là một trong những sâu chuỗi của chúng tôi để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự đồng thuận của Chính phủ Thái Lan. Đó là giao lưu và đưa nông sản hàng hóa của Việt Nam đến Thái Lan. Cũng thông qua hệ thống siêu thị Bixi đây, thì một trong những nhà phân phối lớn của Thái Lan. Thì quả nhãn Hưng Yên chúng tôi hôm nay thì đã có mặt ở các trung tâm phân phối, cửa hàng phân phối của hệ thống siêu thị. Đây là lần đầu tiên tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội được tổ chức, qua đó giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh thành lân cận loại nhãn lồng có thương hiệu, đóng gói với đầy đủ thông tin như chứng nhận Việt Gáp, chỉ dẫn địa lý, in logo, nhãn mác. Nhãn lồng Tiến Vua vẫn được lưu giữ và nhân rộng được trồng. Hiện Hưng Yên có khoảng 3.300 hecta nhãn lồng với sản lượng trung bình hàng năm khoảng 40.000 tấn. Riêng năm 2017, sản lượng giảm hơn mọi năm chỉ khoảng 32.000 tấn, ước thu được khoảng 900 tỷ đồng. Sở Công Thương long trọng. Hôm nay tỉnh Hưng Yên long trọng. Sản phẩm nhãn lồng được bày bán tại tuần lễ có xuất xứ từ 4 khu vực là thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, Kim Động và Tiên Lữ với giá bán khoảng 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg tùy loại. Tỉnh Hưng Yên dự kiến tiêu thụ khoảng 32 đến 35 tấn nhãn lồng trong tuần lễ này. Trước những lo ngại về việc nhãn lồng Hưng Yên bị giả mạo, năm nay Sở Công Thương tỉnh này đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ thương hiệu của mình. Những người dân, người tiêu dùng thông thái phân biệt được đâu là nhãn lồng Hưng Yên và có sự khác biệt về màu sắc, về hương vị, đặc biệt là cái cảm nhận bên ngoài. Như các bạn đã thấy, với nhãn lồng đây thì chúng tôi đã có chỉ dẫn địa lý, có nhãn hiệu tập thể và có tem truy xuất nguồn gốc. Cùng với việc đó là tem chỉ dẫn địa lý đã được Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ được cấp tháng 1 năm 2017. Cái việc đó thì chúng tôi mong đợi đó là người tiêu dùng thông thái phân biệt được giữa hàng thật là nhãn lồng Hưng Yên với hàng bán ở một số các cửa hàng bây giờ, kể cả cửa hàng tiện ích cũng như một số siêu thị, thì các bạn thấy là chỉ có ghi là nhãn Bắc và nhãn lồng nhưng không dám ghi là nhãn lồng Hưng Yên. Sự kỳ vọng của chúng tôi đó là người tiêu dùng được phân biệt được và được hưởng thưởng thức hương vị đặc trưng và Tiến Vua của nhãn lồng Hưng Yên từ ngàn đời nay. Được biết vài năm trở lại đây, người dân các vùng trồng nhãn ở Hưng Yên đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật
mở rộng mô hình thâm canh nhãn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp, qua đó góp phần làm tăng giá trị thu nhập, tăng giá trị của nông sản và tạo uy tín đối với người tiêu dùng. Còn đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2 vùng sản xuất nhãn xuất khẩu theo quy trình Việt Gáp với diện tích hơn 30 hectare. 175 hộ tham gia tại các xã Hàm Tử thuộc huyện Khoái Châu, Hồng Nam thuộc thành phố Hưng Yên, trong đó có hơn 20 hectare đã được cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ. Theo đánh giá, so với nhãn trồng, chăm sóc theo kinh nghiệm truyền thống, một sào nhãn sản xuất theo quy trình Việt Gáp, chi phí lao động thấp hơn 150.000 đồng, năng suất nhãn cao hơn 40 kg, thu lãi cao hơn khoảng 2 triệu đồng. Những quả nhãn được trồng theo hình thức này sẽ đảm bảo 3 không, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, không thuốc trừ sâu hóa học và không chất bảo quản. Chăm sóc thì nó toàn bộ phân, một là mình ủ bằng đỗ tương, hai là bằng khuế phân, bây giờ cái phân sinh học là cái phân đầu trâu bây giờ của Ninh Bình. Mấy này còn nếu thuốc sâu thì toàn bộ đánh thuốc sinh học hết. Không đánh cái thuốc nào, bây giờ có sổ đánh thuốc sâu đầy đủ của Việt Gáp họ đưa cho mà. Nếu hiệu quả kinh tế thì nói chung mà nói thì nó cũng bình thường như đằng kia mình chăm thông thường thôi, nhưng mà quả nó sẽ đẹp hơn. Vì mà mình để bao giờ mình, nếu mình làm Việt Gáp này thì mình để quả chùm quả nó thưa ra, không thể làm mau như trước kia nữa. Về tất cả cây đấy, cây về nó làm thưa lắm mà. Thế để cho quả đẹp nó đạt tiêu chuẩn của quốc tế mà. Để đảm bảo được vấn đề an toàn thì cái việc sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật mà phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sinh học thì nó có tác dụng rất là tốt, bởi vì cái thời gian nó cách ly đối với quả rất ngắn và khả năng phân hủy thì nó tốt hơn, cho nên nó đảm bảo cái việc mà an toàn cho cái sản xuất nhãn tốt hơn. Thứ hai là bên cạnh đó thì cái việc mà chăm sóc thì chúng tôi sử dụng các loại phân hữu cơ. Thứ ba nữa đó là cái việc mà chúng tôi thực hiện cái việc quản lý dịch hại tổng hợp IPM đang tập huấn cho bà con nông dân để sử dụng cái biện pháp đó, thì nó cũng làm hạn chế cái việc mà sâu và bệnh trên đồng ruộng, và kết hợp với việc sử dụng cái thuốc trừ sâu sinh học thì nó tạo điều kiện cho sản phẩm an toàn tốt hơn và người dân cũng giảm được cái chi phí tốt hơn. Chắc chắn khi mà người nông dân áp dụng cái biện pháp cái sản xuất nhãn theo cái hướng thực hành nông nghiệp tốt, tức là sản xuất theo hướng Việt Gáp, thì sẽ bà con nông dân sẽ có lợi rất nhiều, bởi vì xu thế phát triển và người nông dân cũng đã nhận thức được cái việc sản xuất an toàn nó có giá trị và có ý nghĩa rất lớn đối với lại sức khỏe của con người cũng như là về cái khả năng tiêu thụ, bởi vì cái nhận thức chung của chúng ta như hiện nay là cái vấn đề an toàn phẩm nó rất là cao, rất lớn. Để phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên, có thể thấy người dân tại các vùng trồng nhãn đã tập trung đầu tư khoa học kỹ thuật, chuyển từ phương pháp sản xuất thông thường sang sản xuất sạch, tập trung. Tuy nhiên, trên thực tế, để mua được nhãn lồng Hưng Yên chính hiệu cũng không phải là chuyện dễ và người tiêu dùng cũng cần có những lưu ý riêng. Vâng, thưa các bạn, nhãn lồng Hưng Yên là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất này, và từ rất nhiều năm nay thì nhãn lồng Hưng Yên đã là trở thành một trong những cái món ăn khoái khẩu của rất nhiều người dân, không chỉ ở trong tỉnh Hưng Yên mà các những cái tỉnh ở miền Bắc khác. Tuy nhiên, có một thực tế là để nhận biết được nhãn lồng Hưng Yên thì không phải ai cũng biết, và ngày hôm nay để hiểu rõ hơn là nhãn lồng Hưng Yên là cái loại nhãn ngon như thế nào, nhận biết như thế nào cho ngon và an toàn nhất, thì tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác là chủ tịch hội đồng quản trị của một hợp tác xã sản xuất nhãn lồng sạch ở Hưng Yên. Xin chào bà. Vâng, trước hết bà có thể giới thiệu một chút là nhãn lồng Hưng Yên là loại nhãn như thế nào, khác, nó có cái đặc điểm nào khác so với những cái loại nhãn thông thường ở các tỉnh thành khác ạ? Vâng, nhãn lồng Hưng Yên của chúng tôi nó có một cái tượng trưng khác hẳn so với nhãn lồng của các tỉnh thành khác. Một là cái thứ nhất là cái quả của nó sẽ mẫu mã, nó sẽ đẹp hơn. Cái thứ hai là khi chín thì cái da bên ngoài nó sẽ là nhẵn và căng ra da. Cái thứ ba là khi bóc quả nhãn tách ra nó sẽ là khô cùi, và đến khi mà mình ăn cho vào miệng thì nó có mùi vị của cái hương vị nhãn lồng đặc trưng của cái nhãn lồng Hưng Yên, và không như nhãn
các cái vùng khác như là Thái Lan hoặc là các vùng khác thì sẽ có cái nhãn ăn có mùi hơi hăng hắc hoặc là đặc trưng của một cái khác. Nhưng riêng cái nhãn lồng Hưng Yên là có một cái sự khác đặc biệt là nó man mát và có vị hương thơm ngọt ngọt ở trong cổ họng. Đấy là một nhãn lồng Hưng Yên. Và để phân biệt được rõ thì khi chúng ta bóc quả nhãn ra cũng vậy, là nó sẽ là khô cùi sắc nước và trong đó là nó vân và hạt. Ở hạt ở trong là sẽ là nhỏ và bóc ra không có nhìn thấy hạt. Đây như các chị đang nhìn thấy. Đấy mới là nhãn lồng Hưng Yên. Dạ vâng, đấy là những điểm mà bóc ra rồi. Tuy nhiên là ví dụ như là với những cái sạp hàng ở Hà Nội bây giờ họ quảng cáo là nhãn lồng Hưng Yên rất là nhiều, có giá dao động từ khoảng 25 đến thậm chí 5.000 một cân. Thì không biết là những hiện tại thì cái nhãn lồng Hưng Yên đã có mặt trên thị trường Hà Nội hay chưa, và với cái giá bán như thế thì liệu là có phải là nhãn lồng Hưng Yên chính hiệu hay không ạ? Hiện tại bây giờ chúng tôi có nhãn để bán trong các cái siêu thị của Hà Nội như siêu thị Vinaco. Nếu mà mặt hàng mà hiện tại bây giờ Hà Nội rất là nhiều, với giá cả từ 25 đến 30.000 đồng không có. Tại vì hiện tại bây giờ của chúng tôi, của xã Hồng Nam chúng tôi đã bán tại vườn mà không kể đóng gói, không thì đã giá 35.000 đồng một cân. Nếu mà đã giá từ 20.000 đồng đấy là nhãn của lưới khác, tôi khẳng định 100% là như vậy. Dạ vâng. Không biết hiện tại thì ở hợp tác xã thì có triển khai trồng nhãn theo hướng Việt Gap hay Global Gap hay không, và cụ thể cái quy trình sản xuất sạch thì nó sẽ có tác động như nào đến cái chất lượng quả nhãn ạ? Vâng. Năm 2015 là chúng tôi được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như thành phố Hưng Yên và sở nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo cho vùng nhãn của thôn Lễ Châu chúng tôi là 10 hecta làm theo tiêu chuẩn Việt Gap để xuất khẩu sang Mỹ. Và năm 2015 bước đầu là rất là khó khăn, nhưng song bên cạnh đó là chúng tôi đã thành công đến năm nay, vì là nếu mà sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gap này thì rất là lợi cho người dân. Cái thứ nhất, người dân đã có ý thức để bảo vệ sức khỏe mình, vì các cái loại thuốc để bảo vệ cái quả nhãn này là hoàn toàn theo chỉ định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng như là của Phòng Bảo vệ Thực vật của thành phố. Cái thứ hai nữa là cái lượng phun thuốc cũng không có nữa. Và cái thứ ba là trước đây là có khi là độ 10 ngày hay là 11 ngày là chúng tôi thu hoạch quả vẫn phải phun. Nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi thấp nhất là phải cách ly được 20 ngày cũng an toàn cho những quả nhãn. Không biết là với cái quy trình sạch như thế thì cái chất lượng quả nhãn nó có thay đổi so với trước đây? Cái quy trình thì chất lượng không bao giờ thay đổi. Bởi vì làm sao? Vì nó là có chất thổ nhưỡng đất của Hưng Yên chúng tôi, là do cái đất đó từ ngàn năm để lại, là Hưng Yên đã có cái nhãn lồng Hưng Yên ở Phố Yến. Thế nên là cái thứ nhất, muốn quả nhãn ngon cũng phải là cái thổ đất của cái vùng đó. Cái thứ hai là do người chăm sóc. Được biết là bây giờ thì nhãn lồng Hưng Yên có rất là nhiều loại, thì bà có thể giới thiệu qua một chút về những cái loại của nhãn lồng Hưng Yên và những cái điểm khác nhau của nó khi mà ăn ạ? Vâng. Hiện tại bây giờ chúng tôi là cũng trồng một số cái nhãn như là đồng loạt, đại bộ phận bây giờ là nhãn Hương Chi, vì nhãn Hương Chi là một loại là rất là dễ ra quả và cũng là có hương vị thơm ngon. Thế nhưng mà đặc biệt là chúng tôi có hiện tại Hưng Yên bây giờ có khoảng độ 20% là nhãn cổ hồi xưa cũng là rất là ngon, nhưng mà cái đấy thì nó không ngoan. Cái thứ hai ba nữa là một loại nhãn nữa là T1 và T6 của Hương Yên cũng có mùi hương vị rất là ngon.